Các em học sinh thân mến, hôm nay thầy và trò chúng ta cùng nhau trở lại tìm hiểu về thể loại tranh đề tài phong cảnh. Các em nhé. Là trước tiên, chúng ta phải tìm và chọn nội dung đề tài. Các em hãy nhìn vào một số tranh dưới đây. Chúng đều là thể loại tranh phong cảnh. Làng quê, vùng núi, vùng biển hay cảnh phố phường. Các em lưu ý, ở thể loại tranh phong cảnh thì ta ưu tiên vẽ cảnh là chủ yếu. Cây cối, nhà cửa, sông núi, rừng cây, vân vân. Ta có thể vẽ người hoặc không vẽ người. Các em hãy xem một số những hình chụp phong cảnh quê hương. Và đây nữa. Cảnh thành thị này các em. Đường phố, ruộng bậc thang, công viên. Cảnh hoàng hôn, cảnh họp chợ trên sông, cánh đồng hoa, chùa chiền. Và đây, thầy giới thiệu cho các em một số tranh vẽ của các cô chú họa sĩ vẽ phong cảnh quê hương, đất nước. Phong cảnh ruộng lúa. Một số góc chụp Hồ Gươm. Cách vẽ. Chúng ta quan sát một số tranh phong cảnh vẽ bằng thuốc nước và bút sắt. Bước 1. Tìm và chọn nội dung đề tài phong cảnh làng quê. Bước 2. Tìm bố cục. Chúng ta phát mảng hình đơn giản. Bước 3. Vẽ hình. Bước 4. Vẽ màu. Chúng ta xác định đường tầm mắt khi vẽ tranh phong cảnh. Đường tầm mắt ngang. Đường tầm mắt cao. Đường tầm mắt thấp. Đường tầm mắt cao. Lưu ý, trong tranh sử dụng luật phối cảnh, luật xa gần đó các em, rất quan trọng. Nó có thể giúp người xem thấy được chiều sâu trong tranh. Thầy cho các em xem một số bài vẽ của học sinh cho các em tham khảo. Ở phần thực hành, các em vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh theo ý thích của bản thân. Khổ giấy A4. Bài này các em làm trong 2 tiết. Vẽ hình và vẽ màu. Thầy cho chất liệu tự do.